Hello anh em, như anh em đã biết thì cái mẫu K102 Max này là một cái mẫu flycam động cơ không giỏi than rẻ nhất thế giới nhá. Giá chỉ có 550k mà đã sở hữu động cơ không giỏi than. Hôm nay hãy cùng mình đi test cái chất lượng camera của mẫu K102 Max này xem như thế nào anh em nhé. Cất cánh nào. Đấy, anh em thấy cất cánh thẳng đứng luôn nhá. Thì đây là con K102 Max. Như mình đã giới thiệu với anh em, mẫu này thì trang bị động cơ không chổi than, có cảm biến bụng, cảm biến chống va chạm nhé. Có khả năng nhào lộn 360 độ. Nhào lộn được anh em nhé. Đấy, nhào lộn 360 độ, tập bay tập chơi thì rất là bền. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bật camera lên và test chất lượng cam của nó nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Anh em thấy cái chất lượng camera của mẫu này thế nào nhỉ? Với cái tầm giá 550k mọi người, quá rẻ. Phải nói là với cái tầm 550k là một mức giá rất là rẻ cho một mẫu flycam mà được trang bị động cơ không giỏi than. Đây là chất lượng cam của nó. Nhìn cũng ổn anh em ạ, với cái tầm giá này như này nhìn khá là ổn đấy. Đây là mình đây. Anh em thấy chưa? Đi xa ra một chút nhé. Đấy. Không thể đòi hỏi gì ở một mẫu 550k chất lượng như cam như này. Thấy rất là ok để cho mọi người trải nghiệm rồi. Trải nghiệm tập bay tập chơi và có một cái chất lượng camera đủ dùng, đủ để nhìn xem cho vui mắt. Đấy. Còn ông nào mà muốn mua về quay vlog, quay du lịch thì phải chơi những mẫu đắt tiền nhé. Những mẫu này thì không thể quay vlog, quay du lịch được đâu. Đấy, anh em thấy chưa? Mình sẽ cho nó lên cao một chút. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho quay phong cảnh xung quanh nhé. Đấy, 550k xem chất lượng cam thế nào. Đây, cho đi ra chỗ đường kia. Cho di chuyển nhé. Đấy. Để cho anh em trải nghiệm quay những cái thước phim hoặc chụp ảnh cơ bản vui vui thì rất là ok nhá. Đấy, cho tiến ra xa nhá, tiến thêm ít nữa. Anh em thấy chất lượng cam thế nào nhỉ? Nói chung là chất lượng cam của nó đủ để cho anh em gọi là trải nghiệm tập bay tập chơi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử khi bay lên cao nhé. Một thử thách khó hơn đó là bay lên cao. Đấy, mình sẽ bay lên cao xem là cái mức độ ổn định của nó đến đâu. Cái mẫu này không GPS nên là đương nhiên là khi bay lên cao thì nó sẽ không giữ được vị trí anh em nhé. Những mẫu nào có GPS thì nó mới giữ được vị trí ở trên cao. Đấy. Đây. Tầm truyền sóng tối đa có thể lên đến khoảng 100m thì anh em bay tầm vài chục mét đổ lại thì ok. Khi lên cao có gió nữa nên mà nó sẽ bị lắc. Thì đây điều không tránh khỏi với tất cả mọi mẫu flycam, nó đều mà mẫu giá rẻ chưa GPS nó đều thế. Chưa được trang bị gimbal nó đều bị lắc. Đấy. Thôi cho di chuyển về thôi anh em ạ. Chỉ bay tầm này thôi. Mẫu này thiết kế không phải là để bay cao bay xa. Thiết kế để tập bay thôi. 550k không phải đòi hỏi gì hơn. Mình sẽ cho di chuyển về cho hạ dần độ cao xuống nhá. Anh em đừng ham bay cao bay xa làm gì cả. Gặp cơn gió nó có thể tạt đi mất đấy. Đây mình đang cho nó di chuyển về. Và hạ độ cao xuống. Đấy. Anh em thấy chưa? Rồi, anh em thấy chất lượng camera của mẫu này thế nào thì để lại comment nhé. Cho một vài comment bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã xem video của mình.